Chào anh em, hôm nay mình có về hai cái đầu nén để phun thuốc hoặc là rửa xe gì cũng được, nhỏ nhỏ. Một con thì thuộc dạng hàng khủng nhất luôn, T42 10 HP, và một con thì nó nhỏ đến mức không tưởng. Dằn hơi hơi hám còn ghê lắm. Đây, ti cho anh em xem nhé. Tiếng lốp bê khủng khiếp luôn. Con này thì nó nặng khoảng 50-60 kg gì đấy. Đây là thông số của nó này. Mã lực tối thiểu là 3,8 HP, mã lực tối đa là 10 HP, đây này, 10,5 HP. Lưu lượng tối đa 157 lít phút, áp tối đa 35 kg. Toàn bộ đầu inox 304 hết, chịu hóa chất, xịt thuốc rất là tốt. Soi chi tiết phía trước nhé nè, để mình lấy nét lại. Rất đẹp. Inox trắng tinh. Inox đúng inox chứ không phải là xi nhé nè. Bình tích áp to này, van điều áp to này. Mình để cái cò lê số 12 nằm trên thân máy để anh em dễ dễ nhìn ra kích thước của nó. Rất khủng. Đây là một cái con nó siêu nhỏ luôn. Nó nhỏ đến mức không tả luôn. Một ti. Ti bé lắm. Cũng đầy đủ tính năng của một cái con máy phun thuốc. Công suất chỉ 0,8 HP thôi. Lưu lượng 8,6 lít phút. Tua thì từ 800 cũng đến 1.200 như bình thường. Nhớt các thứ, gen các thứ thì còn đủ hết. Đây, một tia nhỏ của nó đây. Lấy nét chỗ này được. Rất nhỏ luôn. Mình soi soi tem nó nhé. 0,8 PS, 35 kg. Ở chỗ này nó có hai con số nó bị chóc rồi, mình nhìn ra là 1.200 vòng phút này, 8,6 lít phút này. Hàng này có thể gọi là hàng siêu tầm cũng được. Các bạn so thử với thân máy với lại cái bao thuốc lá này. Nó đúng y bằng bao thuốc lá luôn. Đấy. Về hai con nhìn nó rất là tếu, anh em thử tham khảo giá. Con này thì nó chỉ gần 4 triệu đồng thôi, con này thì chỉ có mấy trăm nghìn bạc thì không nói rồi. Anh em soi thử xem có vừa, có hợp xài ở vào vị trí nào hay không, vào việc gì không. Có gì thì liên hệ mình qua cái số điện thoại nằm ở trên kênh của mình nhé.